Thì hai con này nó có gì giống và khác nhau? Về mặt giống nhau thì con hai con này là đều là hybrid hết anh chị em nhé, và đều hòa lứa chung cổng grid hết. Đây, có cái là lót và grid này, lót và grid. Bên này thì nó cũng tương tự. Thì con này là hòa lứa chung cổng grid đó. Hello, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh YouTube của Kiều Minh Đức. Hôm nay thì tôi lại tiếp tục lên và chia sẻ những cái kiến thức thú vị cho anh chị em. Hôm nay là một cái video về chủ đề là cái sự khác biệt giữa hai dòng máy Dire và Lux Power bản cao cấp này thì nó có gì khác khác nhau như thế nào nhá, mà sao mà một con mấy triệu và một con hai mấy triệu thì nên lựa chọn con nào. Và anh chị em yên tâm, trong video này tôi sẽ chia sẻ cho anh chị em đầy đủ về cái video này để anh em phân biệt được rằng nhà nào thì nên lắp con này, nhà nào nên lắp con này nhá. Rồi, và nếu cảm thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên bấm vào nút đăng ký nhá. Bấm nút đăng ký, sau đó bấm vào hình quả chuông ở bên cạnh thì mỗi lần mà tôi ra video mới thì bạn sẽ là người đầu tiên nha nhận được video của Kiều Minh Đức. Rồi hãy tiếp tục theo dõi video của tôi nha. Trước mặt các bạn đây là hai con máy Dire và Lux Power. Đây là dòng cao cấp nha, thuộc phân khúc dòng cao cấp. Riêng đối với dòng Lux Power này thì nó có một con máy phổ thông loại bảo hành 2 năm. Hiện tại thì trên thị trường hiện nay có các cái dòng biến tần cao cấp như Dire, Lux Power, Mega Rival, rồi Solid. Tuy nhiên hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho anh chị em về hai dòng này, và đơn vị chúng tôi lắp rất là nhiều các dòng này và nó chiếm doanh số cũng như là số lượng bán ra trên thị trường là hiện tại là đang nhiều nhất tại thị trường Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Thì hai con này nó có gì giống và khác nhau? Về mặt giống nhau thì con hai con này là đều là hybrid hết anh chị em nhé, và đều hòa lứa chung cổng grid hết. Đây, có cái là lót và grid này, lót và grid. Bên này thì nó cũng tương tự. Thì con này là hòa lứa chung cổng grid đó. Hai con này là đều bảo hành 5 năm, bảo hành 5 năm cho anh chị em. Bảo hành 5 năm. Con biến tần Lux Power này là ngày xưa thì có dòng 5 ký, nhưng bây giờ thì nhà phân phối là không nhập về dòng 5 ký nữa mà nhập về dòng 6 kW. 6 kW là dòng hiện tại là phổ thông nhiều nhiều nhất, không có 5 ký, bị khai tử rồi. Còn con Dire này thì nó có các cái dòng 5 ký, 6 ký, 8 ký. 5 ký, 6 ký, 8 ký, 16 ký. Tức là số lượng dòng biến tần của dòng một pha của hãng Dire nó nhiều hơn. Thì hai con này, con này là 5 kW và con này 6 kW. Thì cái con Lux Power này 6 kW này thì nó có thể là cho phép mình lắp được cái dàn pin đó là 8 kW. Con 5 ký thì lắp được dàn pin là 6 ký, khoảng 6 ký tư đổ lại lân quanh. Đó. Về mặt giống nhau thì lúc nãy là tôi chia sẻ cho anh chị em là cái đầu tiên đó là về chức năng là hybrid, là hòa lưới, bám tải, đẩy lưới, bán điện. Sử dụng độc lập, không có bình lưu trữ, là giống nhau, chức năng giống hệt nhau nhá. Rồi. Và tiếp theo là hòa lưới cổng grid. Đấy, tức là điện điện lưới mặt trời là hòa ra đây và đẩy ra tải luôn vào ban ngày. Còn khi mất điện lưới thì nó sẽ chuyển sang cổng UPS. Con này là UPS, thì con này là lót, giống hệt nhau, đấu nối giống hệt nhau nhá, cách đấu nối giống hệt nhau trong tủ điện của ATS, hệ thống đảo chiều đảo mạch tự động, đấu nối giống hệt nhau. Đấy, về chức năng giống hệt nhau. Rồi bây giờ mấy điểm khác biệt này, con này hai mấy triệu ạ, trong phân khúc hai mấy triệu, dưới 30 triệu, còn con này là trên 30 triệu nhá. Tại sao là như thế? Ngày xưa thì nhiều người hỏi tôi câu hỏi này. Thì hôm nay tôi làm video chia sẻ cho anh chị em tại sao nó lại khác nhau như vậy. Thì về thiết kế thì con Lux Power này nó to hơn, nặng hơn anh em nhé, to hơn, nặng hơn. To hơn, nặng hơn. Con Lux Power này thì đấu nối các cái jack này anh chị em thấy này, là về phần bình lưu trữ cũng như là phần jack MC4 là giống nhau nhá. Bình lưu trữ giống nhau, MC4 giống nhau. Tuy nhiên điều khác biệt ở đây là gì? Anh em nhìn nhìn cho rõ này, cổng grid này và UPS này là cái jack của nó là dùng cổng này là bắt 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 theo kiểu dòng hòa lưới, tức là vặn lục jack, lục jack 2. Còn cái thằng này á thì lại dùng tua vít bắt vào cổng domino. Thì cái này nó có gì ưu và nhược điểm gì? Thì cái thằng này nó sẽ dễ bị hư hơn và đấu nối cẩn thận không khéo là bị đứt này. Còn thằng này thì
trong quá trình đấu nối là hạn chế được cái việc là bị thứ nhất là chạm chập cháy nổ. Khi mà ví dụ mình đấu nối mình thò tô vít vào đây thì nó nguy hiểm hơn này. Mở nắp này ra, tí nữa môi mở nắp ra nếu mà được. À, còn con này thì anh em là đấu nối là đấu vào cổng, nó có cái giắc để chúng ta cắm sau đút vào. Đấy, rất là vặn ra, rất là đơn giản đúng không? Đấu nối rất là dễ dàng đúng không? Đấy, mở cái này ra, dắt vào. Đó. An toàn trong quá trình vận hành đấu nối. Đó, là cái khác biệt thứ nhất nha. Hai con này giống nhau ở chỗ là đều có dây CT để đo cảm biến dòng điện để ngăn phát ngược ra lưới, là bám tải đấy, chức năng giống hệt nhau. Wi-Fi thì cũng gắn ngoài như nhau. Đó. À, khác biệt thứ hai trong quá trình lắp đặt. Đấy, tại sao đó là lý do đầu tiên là con này là giá thành cao hơn nhá. Con giá này giá thành cao hơn này. Đấy. Thứ hai là con này 6kW nhưng cho lắp dàn pin 8kg. Đấy. Con này 6kW thì chỉ cho lắp dàn pin khoảng 7kg mấy thôi. Đấy. À, con này giá thành cao hơn là chút như vậy. Rồi. Tiếp theo là con này thì nó khi mà bị mất điện hoặc là backup hoặc là các cái chế độ kiểu báo lỗi á, nó có 3 đèn, đèn running, đèn warning, đèn phong, thì con này nó chuyển nhanh hơn nhá, chuyển mạch nhanh hơn, hoạt động nhạy hơn. Còn con này thì cái thời gian khởi động của nó là phải khoảng 2 phút nhá, 2 phút nó mới khởi động. Còn con này là trong vòng 30 giây, 30 giây là nó đã nhảy rồi, 30 giây á. Cái thời gian mà backup thì thời gian xử lý các cái sự cố khi mà từ chuyển từ chế độ off grid sang chế độ on grid, tức là chế độ độc lập sang chế độ có điện lưới, thì nó nhảy nhanh hơn. Trong quá trình lắp đặt chúng tôi phát hiện ra đấy, cái này là trải nghiệm thực tế nhá. Đối với một người thợ và một đơn vị thi công anh em chuyên nghiệp thì chúng tôi chia sẻ thật tâm. Con này thì nó trong quá trình vận hành thì nó chậm hơn, tức là đây ví dụ như có lỗi chẳng hạn nên nó báo phao đi thì có khi phải 5 phút nó mới khởi động lại, do đó là cũng hơi phiền một chút đối với những người không kiên nhẫn. Đấy, thì anh chị em chú ý trong quá trình vận hành. Vậy thì còn điều gì khác biệt nữa hay không? À, gần như là hết rồi. Con này thì đều hai con giống nhau cái là bảo hòa IP65, tức là có thể đặt ngoài trời, đặt ngoài trời và không bị bám bụi nhiều. Đấy, tản nhiệt đều bằng nhôm, tản nhiệt đều bằng nhôm hết, đó là giống nhau, tản nhiệt đều bằng nhôm. Đấy. À, tiếp theo nữa thì hai con này giống nhau ở chỗ là đều có nhà bảo hành phân phối chính hãng tại Việt Nam, đang cạnh tranh nhau rất là khốc liệt. Đấy. Rồi cái lý do thì lúc nãy tôi nói con này khởi động nhanh hơn, con này khởi động chậm hơn một chút, thì anh em nào mà giá tiền mà phù hợp thì có thể lắp con này, là nghiên cứu dòng khoảng 2 mấy triệu lắp con này. Con này trên 30, đó, nó tốt hơn chút. Khi mà hoạt động thêm nữa, con này nóng hơn, con Dyer nó nóng hơn. Tôi không biết là linh kiện trong như nào nhưng mà khả năng con này linh kiện nó có thể là kém hơn con này. Con này nó mát hơn anh chị em nhá. Khi hoạt động con này mát hơn, nếu mà chạy đúng tải của nó mát hơn. Đấy. Nó mát hơn trong quá trình vận hành thì nếu mà con này mà dùng ấy thì anh em nên trang bị thêm một cái quạt phốc lên, lắp ở dưới phốc lên cho nó tản nhiệt đi. Ngoài cái tản nhiệt bằng nhôm này, cái phiên bản cũ thì nó có tản nhiệt bằng quạt gió nữa, nhưng mà con này thì phiên bản mới thì nó tản nhiệt bằng nhôm, thì anh em mà lắp thêm cái tản nhiệt cho nó để cho nó mát. Đấy. Thì cái việc mà nóng như vậy ấy, thì có thể làm giảm tuổi thọ của biến tần. Đấy. Con này bảo hành 5 năm. Con này cũng bảo hành 5 năm. Nhưng tôi chắc chắn rằng con này tuổi thọ nó sẽ cao hơn con này. Con này có thể được 15 năm. Con này chỉ có thể khoảng được 12 năm thôi. Đó. Hết bảo hành thì chúng ta có thể sửa chữa. Đấy. Tuy nhiên tuổi thọ của con Lux Power này chắc chắn sẽ cao hơn con này. Đấy là tôi phỏng đoán nha. Còn hai dòng này thì nó cũng mới về thị trường Việt Nam thôi. Đấy. Mới về Việt Nam ở đợt cái đợt nhà nước hết mua điện là bắt đầu thị trường hybrid, nó hệ thống lưu trữ nó nóng hổi, nó sung, nó bắt đầu có những cái tín hiệu tốt là người dân bắt đầu đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời có lưu trữ, thì các cái dòng biến tần hybrid nó mới bắt đầu nó về, thì bắt đầu nó mới có nhiều hãng. Tuy nhiên hiện tại hai hãng này là phổ biến, thì anh em chú ý trong quá trình mà lắp đặt hoặc là mua vật tư về tự lắp đặt cũng như là lựa chọn cái thiết bị. Đấy, thì nhiều người nói
Bây giờ em tư vấn cho anh loại loại này hay loại này. Thì hiện tại là trên thị trường thì Dire theo như tôi nhận định là vẫn đang chiếm ưu thế. Còn Lotus Power này thì sắp tới nhà nhà phân phối sẽ về thêm một số dòng 3 pha đang về để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Đấy. Còn con này anh em muốn thứ nhất ấy, nó có nhiều ưu điểm ấy, đó là khởi động nhanh. Đấy. Khởi động nhanh. Vận hành nhanh. Dễ dàng lắp đặt. Đấy. Dễ dàng lắp đặt, không phải tháo cái kia, không phải tháo cái nắp này. Đấy. An toàn hơn trong quá trình lắp đặt. Đấy. Vận hành. Con này thì nóng hơn. Tất nhiên tiền nào của đó thôi, giá rẻ hơn thì nó cũng có cái giá của rẻ hơn. Rồi nóng hơn nhá. Lắp đặt thì phải vặn này ra. Rồi dùng domino, dùng cầu đấu domino chứ không được như thằng này là vặn bằng lục giác. Thằng này vặn bằng lục giác tháo ra, rất là an toàn đúng không? Đó. Thì đây là một trong những cái ưu điểm và nhược điểm của hai dòng máy, nó khác nhau như nào. Đó. À, con này thì ngày xưa cài đặt từ xa được, bây giờ cài đặt từ xa cũng rất dễ dàng. Con này thì cũng bây giờ cài đặt từ xa được rồi chứ ngày xưa là không cài đặt được. À, cách đây vài năm trước là không có cài đặt từ xa, bây giờ đã bắt đầu cài đặt từ xa được rồi. Tuy nhiên cài đặt từ xa thì chỉ có nhà phân phối mới cài đặt được, còn người dùng là không tự ý cài đặt được. Còn thằng Lotus Power này là người dùng cuối ấy, là bạn mua về tự lắp đặt thì bạn hoàn toàn là có thể tự cài đặt được nha. Đấy. Như vậy là một số cái ưu và nhược điểm như cũng như hai cái khác biệt của hai con. Đấy. Để anh em cân nhắc. Nếu anh em nào mà giá tiền mà loanh quanh 25 triệu thì mua con này. Còn anh em nào mà giá tiền trên 30 loanh quanh thì mua con này, thì nó chênh nhau không nhiều. Đấy, chúng ta cân nhắc trong quá trình mua. Rồi tiếp theo là phần đến phần thông số của máy này, phần kỹ thuật đi sâu vào thì anh em chú ý này. Đây con này là 6 kW nhá. Thì nó cho mình là back up này. Đâu phần back up này, utility chạc mốt. Con này back up tức là nếu mà 5 kW á thì nó cho mình back up là 5 kW luôn, tức là 100%. Nhưng mà anh em mà chú ý nhá, không nên sử dụng như vậy. Nếu mà thiết bị nào mà cũng dùng 100% công suất thì nó sẽ nhanh đai lắm, nhanh chết lắm. Mình sử dụng khoảng 50% công suất của máy là ổn định nhất và bền bỉ nhất cho con máy, tăng tuổi thọ con máy. Còn bây giờ anh em ví dụ như người sức người, ví dụ mình gánh được 1 tạ đi mà mình lúc nào ngày nào mình cũng phải gánh 1 tạ thì nó rất là mệt đúng không, nhanh xuống lỗ đúng không. Đấy thì con này nó cũng vậy, tất cả các con này, con Lotus Power cũng như là cái con Dire này nó cũng như nhau thôi. Chúng ta chú ý trong quá trình sử dụng, nó cho mình ví dụ máy 5 kg nó cho mình back up là 5 kg nhưng mà mình chỉ dùng back up khoảng 3 kg 2 kg thôi, đó là tốt lắm rồi. Còn nó cho phép tối đa là 5.000W nha, back up là tối một maximum 100% công suất máy. Còn thằng Lotus Power thì nó hạn chế ở chỗ là gì, ví dụ như con Lotus Power này là 6.000W thì nó cho back up đây đây là 4.000W. Đấy, nó bị hạn chế như vậy, tức là nó bị giới hạn cái dòng cái công suất khi mà back up. Nó rất là khôn nhá, thằng Lotus Power này rất là khôn. Nó làm như vậy để bảo vệ con máy. Đấy, đó là một trong những cái hay tôi thấy là hay ấy, chứ không phải là gì. Đây là điểm hạn chế, tuy nhiên cũng là cái ưu điểm của nó. Để hạn chế cái việc người dùng sử dụng công suất máy bị cao quá trong quá trình mà mất điện lưới, dẫn đến là thứ nhất này, có thể dẫn đến xả xả kiệt bình. Xả kiệt bình, hỏng bình lưu trữ là cái thứ nhất. Ví dụ như ban ngày đi, giữa trưa thì nắng to thì không nói, nó sẽ lấy điện từ tấm pin năng lượng mặt trời đi xuống. Còn những cái ngày mà mây mưa chẳng hạn đi, mây mưa hoặc là chiều chiều tối đi, hết năng lượng mặt trời thì anh chị em mà dùng bình lưu trữ mà dùng xả mà mạnh quá, ví dụ cái bình được 5 kg đi mà xả hết công suất dòng của nó 5.000W đi, bình cũng chết luôn chứ không phải máy, chết cả máy cả bình. Do đó là thằng này nó rất là khôn, nhà sản xuất nó cũng khôn đấy, nhưng không phải đâu. Thằng Lotus Power này nó thiết kế con máy này rất là hay. Tôi cho rằng đây là một cái trong những cái điều nhà sản xuất họ đã tính toán trước rồi. Cái việc đó là họ chỉ cho mình back up là 4.000W. Còn thằng Dire này thì mẹ theo kiểu chơi xả láng, chơi xả nẹt bô tẹt ga đi. Cứ chơi thích bao nhiêu xả bấy nhiêu. Nó không quan tâm là người dùng xả bình bao nhiêu, cũng như nó không quan tâm là dùng thiết bị bao nhiêu, cứ cho xả thoải mái.
Đấy, thì anh chị em chú ý trong quá trình lắp đặt là chúng ta lắp cái con dryer này là phải bình lưu trữ nó nhiều lên. Nếu mà muốn dùng backup dự phòng mà nó công suất tối đa maximum ấy thì chúng ta dùng bình lưu trữ cao lên. Ví dụ muốn xả là máy inverter 5 kW và muốn xả là 5000W thì lên lắp là 3 con bình lưu trữ, mỗi con là 5 kg mỗi cục ấy. 3 cục như này này, 48V 100Ah này thì mới xả được là 5000W. Còn thằng LUT Power này thì anh em chỉ cần lắp 2 cục là đã ok rồi. Đấy. Ok cho anh em. Đấy là một trong những điểm khác biệt của hai dòng máy này. Rồi và nếu cảm thấy video này nó hay và hữu ích thì đừng quên bấm vào nút đăng ký nhá. Bấm nút đăng ký bên cạnh, sau đó mỗi lần mà tôi ra video mới, và bấm vào hình quả chuông nữa. Bấm hình quả chuông bên cạnh nữa để mỗi lần mà tôi ra video mới, anh em chúng tôi ra video mới KVD Solar đi thi công công trình hoặc là chia sẻ những kiến thức hữu ích về hệ thống điện năng lượng mặt trời để anh em có thể là theo dõi nha, những video mới nhất. Cảm ơn anh chị em rất là nhiều, hẹn gặp lại những video tiếp theo. Cảm ơn bạn đã theo dõi video của Kiều Minh Đức KVD Solar. Bạn có thể bấm xem thêm các video ở bên góc trái và bên phải màn hình để xuất các video liên quan. Hãy bấm nút đăng ký để theo dõi nhiều video hơn bạn nhé.